Có thấy nó ngu như thế giới không? Nó bắt con cúc nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà nó ăn chưa được hết con cúc. Mà nó xả nhà mình phải rửa hết cái nhà lông bay tùm lum la, nãy giờ nó ăn ra ghét không, ăn còn nhín nữa. Nó ăn tới giờ nó ăn tới đó mà con cúc còn sống ghê chứ. Nhiều trăng trắng thì bóp bóp vô. Ông ăn một ngày ông ăn một con cúc, bà mẹ cũng ăn còn hơn tôi nữa, mà ăn một con cúc 3 tiếng đồng hồ chưa hết. Những con đề bà ngu nhất thế giới là nó nè, lúc nãy giờ quay lại là mấy con kia lại sao mẹ rồi có đâu còn đây nữa, nó ỉ mình cưng nó rồi. Ghê, hồi xưa mà nó bẻ ra cái rớp rớp phải không. Nhận này đưa em nó về nuôi nha. Nói chứ em này người đăng ký rồi, đã đặt cọc 1 triệu rồi, ngày mai người ta bắt. Văn Linh ở quầy Khánh Hòa vào bắt. Hôm nay cứ gỡ mình nuôi đến 3 ngày rồi à. Ăn gần mình hết gần 100 ngàn rồi. Đẹp cực kỳ luôn các bác. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Nói lại nghe coi, cho ảnh cái coi. Đưa cái máy phim đụng vào mặt nó luôn mà nó cũng không sợ nữa. Không mắc cỡ luôn mới ghê chứ. Ăn mà nó quay phim gì mà không biết mắc cỡ nè. Nhã rồi, xin phép các bác cúp vào đây nha các bác.